Chào các bạn nhé, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách claim Airdrop nhận được 5.000 đồng token non token nhé. Một số thông tin về đồng token này: số thủ công phát hành là 1.500 tỷ nhé, đã có 200 tài khoản holder, đã phát sinh 472 lần giao dịch. Rồi đầu tiên các bạn truy cập vào link website claim Airdrop.net, link truy cập trang đầu tiên phần dưới mô tả video. Sau khi đã vào được website thì các bạn làm thứ hai trên website cho mình. Bước 1 là sẽ trang web chắc luôn. Các bạn có thể sử dụng copy đơn chắc này ở đây. Và đó các bạn quay sang ví của các bạn. Ví MetaMask hoặc cái chuỗi Dalet các bạn dán được in địa chỉ token này vào ví nhé. Ví hiệu LAN số token 17. Các bạn nhấp add token và nhấp import token. Sau khi đã thêm được địa chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại website của LAN Airdrop.net. Tìm thấy bước 2 để nhận token nhé. Rồi, các bạn nhấp vào phần Claim Airdrop.net. Claim Airdrop thì nó yêu cầu lưu ví, các bạn nhấp tiếp theo và nhấp kết nối nhé. Ví ra là 0.0.0.0.5.5.3 là bây giờ tôi nhấp xác nhận cho mình nhé. Rồi, giao dịch đang được xử lý. Các bạn cũng có thể xuyên theo dõi website Claim Airdrop.net để cập nhật tối giản những phí cực thể cần mới gấp trên nền mạng và nền Smart Chain nhé. Ngoài ra nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch 3 lần tuần nào và sản khác như là XCZ, Temetalo, các bạn có thể vào đây đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Được mình đây với các bạn cách cả lan để được 5.000 nó vận động cần lan, các bạn có thể ủng hộ kênh và đăng ký kênh và bật chuông thông báo và cập nhật những video mới nhất. Video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.